Hello anh em nha. Tối hôm nay cửa hàng em cho về đội con Mazda 626 đời 2000 nha anh em. Đời 2000 phun mới nha. 4 mâm vỏ mới nha, mâm đúc luôn. Kiểm thì còn mấy ngày nữa hết thôi, anh em mua về kiểm nha. Xe này rất là chất nha anh em. Con này em bán 120 triệu ha. Xe này cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này là bụi nha anh em. Nè, anh em kéo này nhìn không? Xe cực kỳ đẹp luôn nha. Nước sơn rất là chuẩn. Con này nồi đồng có đá anh em ơi, đi xuống lắm. Hiện tại em đang ở Thạnh Lộc quận 12 nha anh em. Đang cho xăng ghé vô đổ xăng cái em chạy về Bến Tre nha. Trên cung đường về anh em nào mua thì cứ alo số điện thoại em nha. Con này là quá đẹp luôn rồi. Đó, em đi bên nội thất em ngó qua nè. Anh em đi với nhân viên em ha. Đó, xe cực kỳ cộp luôn. Anh em nào mới thì cứ alo số điện thoại nha. Con này em bán 120 triệu. Cảm ơn em rất nhiều nha anh em.